Chào nghe nhá. Cùng mình đi ngắm hoa anh đào này. Tối mùng 1 tháng 4 này. Tối mùng 1 tháng 4 nhá. Đấy, bây giờ mình đi vào đây ngắm đông người phết. Đi tối thứ bảy. Tối thứ bảy rất đông người. Đây. Đoạn đường hoa màu rất là đẹp. Đấy, mình sẽ đi vào trong đây để cùng xem sạt nhé. Vào đây xem. Hôm nay là tối thứ bảy nên là đông người hơn. Đấy, đèn màu này. Màu rất là đẹp. Đây là tối thứ bảy. Đây là đông người. Đông tối thứ bảy đông nghe. Wow, chắc gì đây. Đây là vùng ở vùng nông thôn Shiga Nhật Bản nha. Đấy, cảnh rất là đẹp. Đẹp luôn, nhiều màu. Đèn màu này. Đó. Tối thứ bảy đông người. Đông người. Đông tối thứ bảy đông đông người. Sao cô ăn chụp kỳ vậy? Việt Nam đi ngắm. Đây là nhìn được đoạn đường dài luôn mọi người này. Đây
私の手を添えて。いや、いけないさ。自分の話は聞いてほしいわ。人の話は聞かなくて。これ。 Đoạn đường dài trên kia mới có màu, trên đó có màu. Dưới này là một đèn màu trắng. Đây địa chỉ là Conan Siga nha mọi người. Conan Siga bản nha. Ở gần siêu thị Brazil. Địa chỉ thì mình sẽ ghi ở dưới video cho mọi người nha. Đây đèn ngắm nha. À, rất là đẹp luôn. Bye bye, đêm mình ra đây ngắm cả gần nhà mình mà. Chào mọi người nha. Bye bye. Đấy, Nhật Bản đấy, buổi đêm rất là đẹp, bình yên. Kìa, khắp cả hai bên sông dài đằng kia luôn. Sao mình lên trên. Ở dưới kia sông có hoa cải cái thứ này.